Hello nha, chào mọi người nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình. Mình là Tưởng Tượng Phố đây. Rất vui khi gặp mọi người nha. Chúc mọi người vui chơi thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Anh em thấy hay thì nhớ để lại cho mình một like và một subscribe nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trước khi bắt đầu video, chúc anh em buổi tối vui vẻ nha. Ăn cơm ngon miệng và xem video mình cách thoải mái và vui vẻ nhất. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay thì về làm về hơi muộn anh em, hiện giờ mới về nhà thì rất nhiều anh em kêu là anh ơi, đã tải được chưa? Cập nhật được phiên bản mới chưa? Thì vấn đề này khá là nan giải trong tất cả server chúng ta. Đầu tiên chúng ta sẽ đi xem ở server mới có gì anh em nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ đi xem ở server mới có gì. Khá là nhiều cái mới đây anh em. Đó. Ủa, tiếng to quá. Đó, anh em thấy đây là những gì sắp tới chuẩn bị có ra ở server mới đấy nha anh em nha. Đây, việc đầu tiên anh em kiếm link thì anh em có thể lên thực hiện Poke Đại Chiến nha, trang chủ của Poke Đại Chiến. Ở cái đoạn đầu video nãy mình vào cho anh em xem đây, chúng ta có thể vào xem đây anh em. Thì đây nó sẽ có cho chúng ta link tải nha mọi người. Hiện tại đã hoàn tất cập nhật phiên bản 3.3 này anh em này. Tải app nha, tải app, tải link tải. Còn đâu tải bằng APK này mình đã thử nãy giờ thì không được nha anh em. Nhưng anh em chú ý một điều nha, mình cho nhỏ âm lượng xuống tí. Anh em phải chú ý một điều này, phải xóa cái app cũ đi anh em, tải app mới về thì sau đó. Nhưng anh em nhớ phải đi cái virus chính xác của nó, cái phiên bản chính xác đó ở góc màn hình, nhưng ở góc màn hình nó sẽ có chỗ là 33.00 anh em, để đảm bảo cài đặt được suôn sẻ. Và anh em nhớ luôn để bộ nhớ ít nhất chống 1GB anh em nha. Đó, đây là nội dung phiên bản mới thì có bét mới, bá chủ mới thì cái này tí vào được game thì mình sẽ cho anh em xem. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi đến nơi tải nha. Nơi tải thì chính là trên chậm play anh em. Đó, phiên bản mới thì mình đã tải về rồi. Giờ thì chúng ta bắt đầu vô cập nhật. Mình đi chưa cập nhật sao anh em? Cập nhật rất là lâu luôn. Đây anh em, 774 MB. Đó, 55 MB, 25,40 mấy này đó. Anh em thấy tải rất là lâu. Đây thì rất nhiều anh em hỏi qua IP hỏi quá thì giờ hiện tại mình sẽ update lên cái chỗ vị trí tải của game đó nha anh em. Còn đâu khi nào vào được phiên bản 3.3 thì mình sẽ có video tiếp tục cho anh em về phiên bản 3.3 nha mọi người nha. Bây giờ thì mình kết thúc video tại đây thôi. Có gì thì anh em xem được video này thì có thể lên tải được nha. Đó là nơi tải video, nơi mình không để link đâu đó. Anh em có thể lên Facebook trực tiếp đó để tải về nha mọi người. Bye bye, hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo khi vào được game nha mọi người. Chứ đây mình đợi nãy giờ thì mình từ lúc 7 giờ mà giờ anh em nhìn nó mới được 26 MB, nó chạy rất là chậm. Đấy, thế nên là có gì hẹn gặp anh em ở video tiếp theo nha, bye bye. Đó, khi vào được game nha.